Giang hồ hiểm ác, không có nơi để ẩn chứa chữ tình. Sư huynh, những ngày này muội đã trải qua rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiều ác mộng. Giang hồ mà mọi người nói tới, có lẽ muội mãi mãi không hiểu. Chết thì huynh không sợ, huynh chịu nhục để sống là vì muốn báo thù cho sư phụ. Chín giờ ngày 13 tháng 8 trên E Channel. Ngươi là người có công đầu, nếu như không được, ngươi sẽ phản bội tán cô ta. Một cuốn sách quyền lực tạo nên một cuộc chiến khốc liệt, tràn ngập trong nước mắt và lòng hận thù.